Đây là món heo quay nướng nướng tại nhà cả nhà, nướng bằng lò điện đó. Hấp dẫn chưa? Để là mình cắt ra coi nó giòn không nè, ăn với lại dưa chuột, bánh mì, nước tương cả nhà, rau đó. Cuối tuần rồi mà cả nhà ăn heo quay nha. Hấp dẫn chưa? Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không cả nhà ơi? Lại là cuối tuần nữa rồi cả nhà ơi. Đó, mình bữa nay mình sẽ mời cả nhà cuối tuần cái món cái này kêu ăn gì? Heo quay da giòn nha cả nhà. Này là cả nhà là mình order, mình mua cái heo gia vị heo quay nó ướp sẵn đó. Mình mua rồi về mình nướng đó cả nhà. Đó, mình sẽ tháo nó ra rồi mình sẽ đi nướng. Một cục như vậy á, giá nguyên giá của nó là 50 đô cả nhà. Nhưng mà bữa mình mua là nó đang sale. Nó đang sale xuống còn sale được 10 đô bao nhiêu á, nhớ gì đó. Đấy, nó sale 10 đồng. Rồi còn 40 đồng mình mua nè. Giờ nó kêu mình tháo cái này ra trước, tháo cái ni lông ra trước. Đây nó có chỉ cái công thức cho mình làm nè. Rồi mình bỏ lên cái này, rồi mình phải lấy giấy mình chùi vòng vòng hết mấy con heo, da con heo mình nướng. Đáng lẽ mua về ăn cũng được, nhưng mà tự nhiên mình đi chợ này, mình đi mua chợ online cả nhà, cái mình thấy nó bán rồi, cái bữa nào mình thèm thì mình đem ra mình nướng, chứ chạy đâu có khi nào chạy, lúc nào cũng đi chợ lúc này mình mua một bữa đó. Giờ là lên rồi đó cả nhà, đó cục như nè, nó ướp sẵn cho mình rồi đó. Để thử nghiệm nướng cái heo quay, nướng cái heo quay này trước, rồi lát thì chừng nào mà heo quay ngon lành nữa mình sẽ đi luộc luộc bánh hỏi nha. Chắc là heo quay bánh hỏi quá chứ ăn gì giờ. Heo quay bánh hỏi bánh mì thôi đó. Đây thôi giờ mình đi luộc nha cả nhà, đi nướng để mình nướng thử rồi nè, xong rồi coi kết quả là sao rồi mình sẽ chia sẻ cả nhà bữa. Rồi cả nhà ơi, mình nướng mới gần 2 tiếng đồng hồ, cái mình thấy nghe mùi nó thơm quá trời cả nhà. Mình nói ủa sao nãy mình nói mình coi trong cái tờ giấy chỉ dẫn nó tới 3 tiếng mình, xong mình lấy mình coi lại đúng là 2 tiếng rồi cả nhà ơi. Nè, miếng heo nó da nó giòn, nó vàng tươi luôn rồi nè. Đó, đó cả nhà thấy không, vậy là 2 tiếng à chứ không phải 3 tiếng. Thấy nó cũng da nó cũng giòn rồi đó, nhưng mà mình vừa trở bên hông rồi cho nó lên nó giòn hai bên hông nữa. Đó, cả nhà thấy ngon không? Trộn một ít dưa chuột lát ăn kèm cả nhà, dưa chua của. Rồi xong một hũ dưa chuột. Trộn vậy cả nhà, cái để ăn từ từ đó, giống như là dưa muối vậy đó. Cái này là để ăn kèm với lại bánh mì đồ, thịt đồ, luộc đồ cho đỡ ngán vậy cả nhà. Rồi này cả nhà, cái cục heo quay nướng nó đen thui lui luôn rồi. Heo quay da giòn nướng tại nhà nha cả nhà, nhìn cũng ngon quá luôn nè, giờ cái da nó cũng mềm lắm đó, giòn lắm á, nhìn cũng ngon lắm, hấp dẫn lắm. Ta bẻ thêm miếng coi. Giòn gụm luôn. Rồi khăm cả nhà, mình cũng ngon ha. Thôi giờ để nướng bánh mì chắc ăn đúng không, chắc ăn bánh mì của nhà giờ làm biến luôn, bánh hỏi quá. Nướng bánh mì ăn rồi, đã xong rồi nghe cả nhà. Đây nó nguội rồi, để nguội giờ mình chặt ra mình ăn được đó. Còn là bánh mì nướng cái quên cả nhà, bỏ vô là nướng cái quên luôn à, cái để nó quá nó hơi bị vàng luôn chứ chưa khét. Đây là giờ ăn kèm với lại dưa chuột với lại chén nước tương với rau sống ở nhà. Mình có mua cải chứ là lắp đồ này kia, nhưng mà order tới giờ nó chưa có tới,
mình đọc rồi mình đi chợ online rồi mình order, tới giờ chưa thấy, nó nói nó bữa nay tới mà không biết chừng nào, chắc chiều tối gì không biết đó, nên là giờ có gì thì ăn ở đó nha. Rồi giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Rồi cả nhà để mình cắt ra thử rồi nha, nha. Gì ra trước. Ăn ổ bánh mì với thịt lên hồi có cho đồ trong bụng hồi lát mình đủ ngủ.
bữa nay ông xã mình đi không có nhà, ổng với lại nhỏ gái mình đi đi đâu đó, đi đâu nó giờ quên mất tiêu rồi, mà bay máy bay 5-6 tiếng gì đó đi hả, nên là ở nhà bữa nay là mình hả nhậu thoải mái luôn. Nên là hả đem cục tôi theo ra nướng hỏi với các bạn quay nhậu. Nên là mình nướng trước mình chia sẻ cả nhà. Mà lâu thiếu bia được đâu. Giờ là uống bia trước, uống bia giải khát trước, hồi bạn mình qua là uống rượu không á. Rồi bạn cả nhà nghe, happy weekend. Trời nóng uống đã chết luôn á. Hơn quá, còn ăn còn rộng rộng mà chưa khét. Mới hơn cái khét không. Ngon. Cái này giống như là ba chỉ nó cuộn lại á, ở trong ngon dễ sợ luôn, lớp mỡ lớp thịt á. Tới bến luôn á nha. Ngon quá, màu làm mồi bé béo tròn tròn. Chứ còn mà không ăn hồi đêm bữa qua thuốc uống là chiều xỉn chứ không. Mà cả nhà nha. Happy weekend. Thì mình cũng chia sẻ bữa nay mình nướng heo quay để chia sẻ cả nhà đó, ngon cả nhà, ngon lắm luôn, rất là vừa ý. Nên là cũng cảm ơn cả nhà đó luôn, xem video ủng hộ mình cả nhà, cảm ơn cả nhà nhiều lắm, và chúc cả nhà cuối tuần thật là vui vẻ, ăn làm hạnh phúc bên gia đình. Hẹn cả nhà video tới nha, chào tạm biệt.